Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Thái Kỳ một lần nữa khẳng định những tiến triển quan trọng, thực chất và toàn diện của quan hệ hai đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau 15 năm, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng 4.0. Đồng chí Thái Kỳ tái khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và trên trường quốc tế, nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Hai bên nhất trí phát huy vai trò định hướng chiến lược của kênh đảng, tăng cường hơn nữa tiếp xúc cấp cao, nâng cao hơn nữa hiệu quả của các cơ chế hợp tác kênh đảng, tăng cường trao đổi, chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng đảng, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa giao lưu hợp tác trên các kênh chính phủ, quốc hội, mặt trận tổ quốc, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hai nền kinh tế ngày càng bền vững sâu sắc, thúc đẩy củng cố nền tảng xã hội hữu nghị cho quan hệ song phương phát triển tốt đẹp. Hai bên cũng nhấn mạnh cần nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bên đề nghị các ngành, các cấp hai nước kịp thời quán triệt, thực hiện nhận thức chung cấp cao, góp phần thiết thực đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển ổn định, bền vững, xứng với tầm cao mới.